Cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 11 tháng 8. Em xin gửi đến mọi người một số cây cần bãi. Và shop em là bên quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em số 077 8873 789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra rồi thanh toán và bên em có ship mọi miền đất nước luôn. Thì video này có 22 mã hàng. Đầu tiên em sẽ giới thiệu một số cây carbon trước. Carbon là bắt đầu từ số 1 cho tới số 15 và từ 16 tới 22 là một số cây fib ha. Mã số 1 là một cây rút súp. Một cây rút súp dài 3,9 m nha mọi người. Bát phun suy F7 chất liệu là carbon ha. Nguyên lai súp. Độ cứng là 15, tem xuất Nhật. Khoen hãng. Cây này là nó có 4 khoen. Ngọn là 2 ly 3, nặng 340 g, độ cứng 15. Mã số 1 giá 350. Số 2 là một cây cần lưu. Cần lưu này là của hãng Daiwa và nó có một khúc. Cây này là cần chế nha mọi người. Tay cầm là bằng gỗ bằng, bát vặn, tem xuất Nhật. Cây này sản xuất tại Hàn Quốc ha. Dòng Daiwa Phantom dài 1,8 m và cây này thì nó chế lại cái ngọn cần. Chiều dài bây giờ nó là 1,3 m, một khúc 1,3 m. Độ cứng trên cần là L. Khoen nó là khoen Fuji đá sứ ha. Cần chế lại nha mọi người. Đọt của nó vẫn là đọt carbon ha. Nó chế là chế đọt carbon nha mọi người. Cái này mình về mình câu tôm, câu bóng rồi ok nè. Đó, cái này nó chế nè. Nhưng mà rất là chắc chắn ha. Đó, nó làm nhưng mà rất là chắc chắn nha mọi người. Ngọn 1 ly 6 nặng 80 g, mã số 2 ha, cây một khúc giá 190 ngàn. Số 3 là một cây cần tay lóng dài của thương hiệu Daiwa, độ cứng trung bình dài 5,4 m. Tay cầm là bằng quấn mây như thế này. Cây này độ cứng trung bình thôi, câu rô giết rồi thôi nha mọi người. Câu những loài cá nhỏ, câu cảm giác ha. Rồi cây này thì ngọn của nó là 0,8 ly. Đọt là đọt tháp. Phôi trong còn đẹp. Mã số 3, cân nặng 160 g, 450 ngàn. Số 4 là một cây cần ISO khoan nhỏ CMAS. Bát Fuji FS6 ha, dài 5,3 m. Cái này em đo 5,3 m, đọt 1,5 m. Khoen là khoen Fuji. Ngọn của cần là 1 ly 2, cân nặng 300 g ạ. 1 ly 2. Phôi bên trong còn đẹp. Mã hàng số 4 giá 400 ngàn. Số 5. Số 5 là một cây Hechi. Chất liệu là carbon. Của hãng Olympic Bass Fuji FS6 ha. Bass này nó có hơi bị cũ theo thời gian, còn xài tốt. Khoen là khoen dạ quang. Khoen Fuji dạ quang. Dài 2,1 m. Ngọn 2 ly 2. Cân nặng 200 g. Cây này cứng tầm 50 mọi người. 50-70. Còn cần cứng ha. Mã số 5. Giá 300 ngàn nha mọi người. Free ship luôn ha. Cứng tầm 50. Mã số 5. Số 6 là một cây cần rút lở. Rút lở này là của CG, của hãng CG, Carbon CG, Super Carbon Gold Rose. Chiều dài là 3,6 m, cây đẹp đo còn 3,5 m bị hụt ngọn ha. Bát Fuji, độ cứng 80, khoen Fuji luôn. Cây này có 6 khoen.
ngọn cần 2 ly 3, cân nặng là 340g. Cây này cây số 6, giá 600.000. Số 7 là một cây cần lưu mấy ngang, dài 1m8, tay cầm là bằng mút, cần nhẹ có 120g. Và cây này là của hãng Daiwa, dài 1m8, độ cứng ML mấy ngang, sản xuất tại Đài Loan. Lưu là 7-28g, lai là 8-17lv, 17lb ha. Con này nó tải mát tầm khoảng hơn 8kg cá mọi người. Khoen là khoen Fuji đá sứ ha. Ngọn 1 ly 9 nặng 120g, mã số 7 giá 390.000. Mã số 8 là một cây cần bè Hechi của rãng Ryobi, bát Fuji FF7 ha. Dài là 2m1, độ cứng 50 của hãng Ryobi Delusi. Khoen là khoen Fuji dạ quang. Đọt tháp. Đọt cây này làm 2 ly 1, nặng 240g. Mã số 8 nha mọi người. Cứng 50. Mã số 8 này có giá là 300.000 ạ, phi ship luôn. Tiếp theo là mã số 9 là một cây cần tay lóng dài. Cần tay lóng dài của hãng Osaka Fishing. Dài 5m4. Cái này em đo là 5m3. Ba cái lóng gốc nó đây mọi người, cần là hoàn thiện không bị lỗi gì hết nha mọi người. Màu thì cũng còn rất là sáng đẹp ha. Ba cái lóng gốc. Ba lóng tiếp theo. Sáu lóng rồi. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tổng cộng 12 lóng ha. Cái ngọn nó là ngọn đặc. Và ngọn cây này là 0,7 ly. Nặng 220g. Thu gọn 55cm. Mã số 9, 380.000. 380.000 phi ship. Cây cần tay lóng ngắn ha. Mã số 9. Mã số 10 là một cây lưu của hãng Thomas. Lưu 2 khúc. Bát hãng luôn. Dài 2m7. Khoen đá sứ hãng. Ngọn cần 1 ly 8 nặng 170g. Trên cần thì nó không có để thông số. Thông số tải ha. Độ cứng tầm ML, chất liệu là carbon vân như thế này. Nặng 170g, còn đẹp ha. Mã số 10, 450, phi ship. 11 là một cây ISO dây trong của hãng Daiwa. Có bát Fuji, dài là 5m3, đọt 1.5. Thái Lan sản xuất. Cốt đô 0652577. Luồng đá sứ xích ha mọi người. Đây nó bị dính keo. Ngọn là 3 ly. Ngọn là 3 ly nặng 200g. Cái này ngọn 3 ly và đọt 1.5. Thì cái dòng ISO dây trong này đọt nó to nhưng mà nó cũng không có cứng đâu nhỉ. Nó mềm ha. Tại vì cái đọt nó có 1.5 thôi. Đọt 1.5 thì nó cũng câu cảm giác thôi. Rồi cây này là cây số 11, 550 ạ. Tiếp theo là mã 12 là một cặp cần một khúc ha. Chất liệu là carbon và cần này là nó bị có bị gãy ngọn nè. Rồi bị hụt ngọn rồi. Cây này là cây 1m này là cần còn nguyên không bị hụt gì hết. Bát Fuji FS6 ha. Cần của hãng Alpha. Cần một khúc, khoen là khoen hãng ha.
Vang đá xứ Hãng. Cây này nếu mà cần một khúc á mọi người, nó cứng tầm 20 ha. Ngọn 1 ly 2 120g nặng, và cây 1m2. Cây này là cây cần lưu một khúc. Và cây này nó bị gãy ngọn ha. Cây này chiều dài của nó là, cây này là của hãng gì đây? Taniyama. Taniyama Make in China ha. Dài 1m98 ha. Cây này còn có 1m2 thôi. UL, nếu mà dài đúng độ dài nó là UL mọi người. Khoan đá sứ nè. Và bây giờ nó rất là cứng ha. Cây này mình câu về mình câu một khúc thôi, câu bè ha. Cứng mà nếu mà so với cần một khúc thì nó cứng tầm khoảng 50 á mọi người, cứng ha. Ngọn 2 ly 8 nặng 100g. Rồi cây này là cây số 12 cặp, giá 350, chất liệu carbon. 13 là một cây cần súp carbon dài 3m9 ha. Bát Fuji FS7 của hãng CG, tem vàng xuất Nhật, cây này sản xuất tại Hàn Quốc. Khoan là khoan Fuji đá sứ có 5 khoan. Ngọn cần là 2 ly 7, nặng 340g. À, mã 13, 450 cây này, có hơi trầy xước. 14 là một cây cần tay ráp khúc dài 5m rưỡi, cây này là hàng nội địa Nhật. Cây này có 6 lóng tất cả. Đó, nó có 6 lóng. Cần này ráp vào nó võng nha mọi người, mềm mà. Độ cứng tầm 1h rưỡi, 2h thôi. Câu cảm giác thôi. Hoặc là nếu mình về mình không thích, mình xài ngắn hơn thì bỏ hai cái lóng này đi. Bỏ ra mình câu 4 lóng này hoặc 3 lóng đó, câu bè thì mình xài dần ngắn thôi. Đó. Và cây này thì nó có một cái lỗi nhẹ ở ngay cái phần gần lóng ngọn ở đây, là nó có bị quấn chỉ ở chỗ này. Quấn chỉ ở đây tầm khoảng gần 2cm ha, tầm 1,5cm. Đó, còn lại cần là hoàn thiện. Ngọn cần là 1 ly và nặng 160g, thì cặp 10, cây 14 ha. Một cây cần tay ráp khúc, giá là 320 thôi nha mọi người. Đó, cây này em giảm giá sập sàn luôn. 320.000 free ship toàn quốc luôn. Dài 5m rưỡi ha. Tiếp theo là 15 sẽ là một cặp cần lưu. Cặp này á mọi người là nó bị hụt ngọn ha. Nó có bị gãy ngọn. Bị gãy ngọn thì có đầu bu rồi. Về mình xài bình thường ha. Thích thì lưu, không thích thì mọi người câu lăng xê cũng được luôn. Cần dành cho mấy đứng ha mọi người, mấy đứng. Gồm một cây 1m45, cây này 1m45, cây này chiều dài của nó là 1m rưỡi mọi người. Bị hụt ha, còn 1m45 độ cứng UL Pesca. Khoan là khoan Fuji luôn nha mọi người, khoan Fuji ha. Bát là bát hãng như thế này. Dài là 1m45, ngọn 1 ly 9 nặng 100g. Phôi carbon vân. Và cây này là 1m7. Cây này là dài bao nhiêu đây? Dài 1m8 ha, còn 1m7, độ cứng ML. Khoan Fuji luôn nha mọi người. Iron. Bát hãng khoan Fuji. Ngọn của cần này là 2 ly 6, nặng 140g. Rồi cặp 15 là cặp này em bán 350 ha. Về mình câu lăng xê. 16 là một cây Ikeda Fib, chiều dài là 1m8 ha. Bát Fuji FS6. Khoan đề ba ở đây là khoan đá sứ nè. Hai cái khoan đá sứ này, Fuji đá sứ này là dạng khoan ISO nè. Đọt nó là đọt đặc. Đó, đọt mềm ha. Đọt tháp đọt luôn. Dòng Ikeda tháp đọt đây. Và ngọn của cần này là 0,9 ly, cân nặng là 100g. Mã số 16 ha. Mã 16, dài 1m8, 260. Tiếp theo là 17 sẽ là một cái combo gồm 3 cái cây cần lỗi khoen. 3 cây này là gồm có 2 cây 3m,
một cây 3m và hai cây 3m3, một cây 3m nha mọi người. Xin lỗi mọi người nha. Cây 3m đây là một cây cần có bát vặn như thế này. Cần này là cần hoàn thiện nè, 3m. Khoen nó là khoen không lồng sứ như thế này. Ngọn 2.7 ly nặng 240g. Độ cứng tầm 20-25. Cây này là hoàn thiện và hai cây lỗi khoen là 3m3. Đây. Bát Fuji. Cây này 3m3, độ cứng 25-30. Khoen nó là dạng không có khoen là bị lỗi, bu lỗi luôn. Ngọn 3 ngọn là 3 ly, nặng 420g, 3 ly, đây là ngọn 3 ly. Và cây này 3m3. Bát Fuji. Độ cứng 20-25. Nặng 330g. Cây này hàng nội địa Nhật. Ngọn 2.8 ly nặng nặng là 330g ha. Cây này có, nó có bốn lóng tất cả, phôi có hơi trầy. Rồi thì combo 3 món này giá là 250.000. Mã 17 ha mọi người. 17 250.000. Free ship. Tiếp theo 18 là một cặp cần ISO lỗi khoen. Gồm một cây 4.5m và một cây 5.4m. Cây 4.5m bát Fuji FS6 của hãng Alpha. Cây này thì nó còn được là 6 khoen Fuji ha. Ngọn có cần là 0,9 ly nặng 250g. Đọt tháp luôn. Phôi cần thì cũng còn rất đẹp. Và cây 5.4m. Bát của nó là bát Fuji FS7 ha. Thu gọn 106cm và có 6 lóng. Cần lỗi khoen. Ngọn 2 ly, cân nặng 440g. Phôi có hơi trầy xước. Cặp này là cặp 18, giá 240, một cặp free ship ha mọi người. Tiếp theo là 19 là một cặp cần ISO. Cần này là cần hoàn thiện, gồm một cây 2.7 và một cây 4.2. Cây 2.7 bát Fuji FS6 ha. Olympic, Hàn Quốc sản xuất, khoen Fuji. Ngọn 0,8 ly, nặng 140g, đọt tháp luôn. Và cây này là 4.2. 4.2 bát Fuji. Khoen là khoen đá sứ ha. Cặp câu tôm nặng là 200g và ngọn 1.1 ly. Ngọn 1.1 ly cũng là ngọn tháp luôn. Và cặp này là cặp số 10, cặp số 19 ạ. 2.7 m 4.2 m, giá 250. Hoàn thiện nha. 20 là một cây ISO khoan nhỏ dài 5.4 m. Bát Fuji FS7. Độ cứng H. Hãng Ryobi, hàng nội địa Nhật. Khoen của nó là khoen đá sứ. Ngọn 2.2 ly. Ngọn cần là 2.2 ly. Nặng 740g. Mã 20, 200.000. Tiếp theo là 21 sẽ là một cặp cần súp lỗi ha. Một gồm một cây 4.5m và một cây 4.2m. Cây này 4.5m, bát Fuji FS7. Casting May, độ cứng DX, Hàn Quốc sản xuất. Cây này khoen hư hết rồi nha mọi người. Còn được cái khoen này. Khoen này nó cũng bị hư rồi. Ngọn cần này là 3 ly, 3 ly mốt. Nặng 530g. Độ cứng tầm 25. Và cây này là 4.2 m của Daiwa, phíp đỏ, bát Fuji FS7. Cây này trên cần độ cứng nó 30. Còn hai cái khoen thôi, một khoen gập thì không bị gì, cái này bị bể nhẹ ha. Ngọn 2.7 ly, 2.8 ly. Ngọn 2.8 ly nặng 610g, 2.8 ly, phôi phíp đỏ như thế này.
Rồi, cặp này là cặp số 21, giá 250 một cặp, free ship luôn ha. Đó, cặp cần lỗi khoen. Về có khoen thì mọi người gắn vào, không thì mình làm cắn vật hoặc là câu tay. Rồi, 21, 250. 22 là một cặp ISO hoàn thiện ha. ISO này là có bát hãng nè, dài 3m6 hết. Khoen nó đây, khoen là có lồng sứ nha mọi người. 3m6, ngọn là 2 ly 2 và 1 ly 8. Cái này 2 ly 2, cái đọt trắng này 1 ly 8 ha mọi người. Phôi cần thì cũng còn đẹp mà mọi người. Phôi nó giống như phôi carbon ấy, nó sơn, nó màu đẹp ha. Cân nặng là 230g và 210g, mã 22. Cặp này em bán là 280.000 free ship ha, cần hoàn thiện. Rồi mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em nha. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người ạ.